Kính chào cô bác và anh chị lại quay trở lại với kênh của em Cây bông ổi hay còn gọi là hoa ngũ sắc là một loại thảo dược được sử dụng trong nhiều các bài thuốc của y học cổ truyền Đây là một cây cây dược liệu được mọc hoang hay là gần đây thì được rất nhiều cô bác và anh chị mình trồng làm cảnh nhờ cái vẻ ngoài khá là đẹp mắt của bông hoa với cái màu sắc sặc sỡ Tuy nhiên đây là một cái cây dược liệu nó có độc tính nên là mình cần cẩn trọng khi sử dụng và tránh bị ngộ độc. Trong video ngày hôm nay thì cô bác và anh chị hãy cùng em đi tìm hiểu về loại dược liệu này nhé. Ngũ sắc nó có tên gọi là cây bông ổi, cây thơm ổi hay là cây hoa tứ quý, cây mã anh đơn, rất là nhiều các cái tên. Nó thuộc họ cỏ roi ngựa với cái chiều cao trung bình thì khoảng 1-2 mét và nó mọc thành bụi rất là sung xuê. Phần được sử dụng làm dược liệu của cây đó là rễ, lá và hoa. Mình có thể thu hái quanh năm và rửa sạch dùng dần hoặc là mình phơi khô để tích trữ. y học cổ truyền thì rễ của cây bông ổi nó có tính lạnh, vị ngọt hơi đắng, lá thì có tính mát, vị đắng và có mùi hôi, hoa thì có vị ngọt và tính mát. Theo nghiên cứu của y học hiện đại thì chiết xuất từ cái đài của hoa bông ổi có khả năng ngăn chặn các cái cơn co thắt diễn ra ở cơ trơn giúp cơ trơn trong tử cung được co giãn đồng thời thì nó cũng có tác dụng làm giảm huyết áp hoạt động tương tự như một cái chất kháng sinh giúp giảm ho và điều trị các cái bệnh về đường hô hấp đài hoa và lá thì có tác dụng kích thích tiểu tiện thông tiểu và nhuận gan tinh dầu từ cái hạt của cây bông ổi có đặc tính kháng sinh giúp tiêu diệt một số các cái chủng vi khuẩn và nấm ngoài ra thì cơ hoạt tết chất lantanin trong vỏ cây có công dụng làm hạ nhiệt làm giảm khả năng tuần hoàn theo y học cổ truyền thì dễ có tác dụng giải nhiệt giảm sốt khu phong trừ thấp và tiêu thủng để điều trị các cái bệnh về phong thấp quay bị sốt cao kéo dài chấn thương lá thì có tác dụng thanh nhiệt cầm máu để dùng điều trị các cái vết thương chảy máu, viêm da, chàm, ghẻ lở, thấp khớp. Hoa thì có tác dụng trị nóng trong, chữa ho da máu, cao huyết áp và các bệnh về lao phổi. Có thể sử dụng dược liệu ở hình thức đó là mình phơi khô, sắc uống, sử dụng tươi hay khô đều được. Mình tán bột hoặc là giã để đắp ngoài. Và với những cái tác dụng hết sức tuyệt vời như vậy, Tiếp theo đây em xin chia sẻ đến cô bác và chị một số các cái bài thuốc điển hình từ loại dược liệu này. Đầu tiên đó là người ta sẽ dùng để điều trị cảm sốt, ôn nhiệt trong mùa hè thì mình sẽ dùng khoảng 15g cái hoa tươi rửa sạch và mình sắc nước lên mình uống. Với liệu trình này thì mình sẽ sử dụng khoảng 5 ngày liên tục. Bài thuốc thứ hai đó là người ta sẽ điều trị cái chứng viêm da thì mình có thể sử dụng cái hoa của cây này tươi đem về rửa sạch cho sạch hết cái bụi bẩn sau đó thì mình giã nát và mình lấy cái nước cốt đó mình xoa lên da cái chỗ mà bị mẩn ngứa và mình đắp trực tiếp lên mỗi ngày mình dùng khoảng 2 đến 3 lần như vậy là cô bác và anh chị mình có thể sử dụng 1 đến 200 g cành và lá tươi sau đó thì mình đem nấu với khoảng 1 đến 2 lít nước và mình để nguội mình ngâm rửa cái khu vực mà bị viêm da đó ngứa đó sau đó thì mình cho nước sạch vào mình tắm thì nó có tác dụng rất là tốt trong việc điều trị các cái bệnh ngoài da tiếp theo là một bài thuốc nó giúp điều trị các bệnh cảm sốt quai bị kháng viêm rất là tốt đó là mình sẽ dùng 30 g cái thân của cây bông ổi này cả cành lá và hoa hoặc là mình dùng khô thì mình sẽ dùng một nửa đó là 15 g mình sắc với khoảng 300 ml nước đặc chia làm hai lần uống trong ngày và mỗi ngày một thang cho tới khi mà hết cái tình trạng cảm sốt hay là quai bị Tiếp theo đó là người ta dùng để điều trị à, kết hạch ở phổi ho ra máu các cái bệnh về lao phổi thì người ta sẽ dùng khoảng 20 g cái hoa của cây bùng ổi tươi hoặc là 8 kha gam cái hoa khô rửa sạch rồi mình thêm 3 bát nước mình đun sôi mình sắc cạn còn một nửa và chia làm 3 lần uống trong ngày sáng trưa chiều và tối tiếp theo nữa đó là mình sẽ sử dụng cái Lá của cây bông ổi để chữa các cái bệnh về viêm họng hạt, viêm amidan, viêm phế quản, các bệnh về đường hô hấp thì mình sẽ sử dụng từ 3 đến 6 cái lá cây và một ít cái gừng tươi, vài cái hạt muối hột rửa sạch và cho vào miệng nhai chung với gừng với muối thì mình giữ trong miệng khoảng 10 phút và mình nuốt chậm từ từ. Làm như vậy thì các cái hoạt chất trong cái lá của cây kháng viêm chống khuẩn có thể tiếp xúc trực tiếp với cái niêm mạc đường hô hấp và nó điều trị các cái bệnh về đường hô hấp rất là hiệu quả và khi mà cô bác và anh chị bị tiểu đường thì mình có thể dùng cái cây này ở dạng khô khoảng 40 g cả cành lá và hoa và mình đem nấu với một lít nước và mình sẽ dùng cái nước đó uống hàng ngày nó giúp điều chỉnh cái lượng đường ở trong máu ổn định huyết áp và đường ở trong máu cho cô bác và anh chị giảm thiểu các cái nguy cơ gây biến chứng từ căn bệnh tiểu đường còn rất nhiều các các bài thuốc từ cái dược liệu này cô bác và anh chị nếu chưa biết đây là một cái loại dược liệu quý với rất nhiều những cái công dụng như vậy thì mình có thể tìm hiểu và ứng dụng vào đời sống nhé